mừng thọ mẹ xuân nay, lòng con chành nhớ những ngày xa xưa. Mẹ cha giàu dãi nắng mưa, nuôi con khôn lớn. Sớm trưa nhọc nhằn, quê nghèo nhà đói quanh năm. Miếng khoai mẹ nhận, cơm phần cho con. Quê mình khói lửa đàn bom, cõng con chạy giặc, lại còn chạy ăn. Như thân cò mẹ tảo tần, họ hàng làng xóm đỡ đần cũng qua. Nay nhờ ơn đảng cho ta cơm no áo ấm, nhà nhà vui tươi. Chúng con nay trưởng thành rồi, vẫn ghi nhớ mãi những lời mẹ cha. Sinh thành công mẹ công cha, công ơn của đảng cho ta nên trong hương hoa của đất trời mùa xuân. Làm con phải hiểu, ai ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành
công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi, làm người ở trên đời nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiến nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành. Vì ai mà có ta uống nước nhờ. Làm con phải công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công đức sinh thành, người ơi đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi, làm người ở trên đời nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiến nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành. Vì ai mà có ta uống nước nhờ. Làm con phải công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong. Xa quê lên chốn đô thành, chằn lòng con nhớ thương nhiều mẹ cha. Đường đời con mới bước ra, giờ con thấm hiểu công cha mẹ dạt dào. Bao năm dưới mái tranh nghèo, mẹ hiền tao tầng chờ xa. Cha thì cuộc bấm cài sâu, để nuôi con lớn biết bao nhiêu nhọc nhằn. Có gì cao hơn núi, chỉ có tình cha giờ mẹ cha sắp xa con rồi. Đêm đêm thức giấc mơ màng, lạc loài xa xứ thân mình lẻ loi.
ngày về năm tháng cứ trôi, mẹ cha sức khỏe nữa đâu mà đợi chờ. Thank you.
Yeah.
Thank you.
thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể bạn bè cha gần và Thuật, kính thưa toàn thể gia đình. Chúng tôi là câu lạc bộ tình nghĩa của hai huyện Mỹ Đức và Ứng Hòa. Hôm nay bà Thuật lên thọ 70, chúng tôi đến để chúc mừng bà. Và hôm nay xin lỗi tất cả chúng ta là không có nhạc nên tôi không hát được. Tôi xin ngâm một bài thơ. Một cái bài thơ này thì tất cả chúng ta ở đây là ai cũng từ lúc bé đi học rồi là đến khi già trưởng thành, chúng ta bao giờ vẫn nhớ về quê hương. Nên là tôi sẽ xin ngâm một bài thơ quê hương. Thuở còn thơ ngày hai mươi ngày nơi trường yêu thương qua xanh là nhỏ. Thôi hết rồi. Thôi hết rồi. Thôi hết rồi. Thôi hết rồi. Thôi hết
hoa lên để của anh em ơi. Ông là được gia đình. Ai là ngày yêu đâu ý. Bà Phật là trưởng 70. Ôi, hôm nay là toàn làm cơm hết cho bà. Đến để giúp quý bà và chúc mừng bà bài chấu văn của đôi thượng ạ. Hôm nay bà hát tặng chúng tôi ở đại ở Chi Lê, tặng chúng tôi một bó hoa tươi thắm. Chúng tôi xin chúc toàn thể gia đình một đời sức khỏe và an khang thịnh vượng trong năm 2019. Chúng tôi xin cảm ơn. Tiếp theo chương trình, tôi xin giới thiệu bà Nhâm Nhâm một bài thơ chúc mừng và toàn thể lãnh đạo 70 xin bắt đầu. Kính thưa quý khách xa gần của bà Thuận và toàn thể gia đình. Hôm nay là đầu xuân năm mới 2019, bà bạn tôi là bà Thuận nên thượng thọ 70. Chúng tôi đến coi giúp vui với bà, kính chúc toàn thể quý khách và gia đình một lời chúc sang năm mới, sức khỏe và gia đình hạnh phúc. Sau đây tôi xin ngâm tặng bài thơ tình mẹ để tặng bà Thuận nên nào thượng thọ 70. Mẹ là biển cả, mẹ là cả một dòng sông. Lên nằm một bài. Mẹ là Thank you.
sao cô ấy được? Ấy nói là có loa đài, có nhạc và có. Trốn đi quê ấy mình ngàn câu hát.
biết đi vào biết bao điều thành cao ý. Thì hôm nay là ngày mùng thọ Diệu Thanh. Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân xa là tôi xa mẹ gần hơn. Dù biết đâu đây
ba bản liền xe ơi. Thank you.
xem đủ tuổi. Lấy cho mẹ non tuổi à? Cậu đầu bàn, mợ ngồi đầu bàn. Mợ ngồi đầu bàn. Mợ ngồi đầu bàn. Mợ ngồi đầu bàn. Bà nâng lên mợ trượng. Rồi cháu cả ca luôn. Bà ngoảnh vào đây đây. Để làm kiểu ảnh. Đấy. Rồi. Không cháu gì. Cháu hầu chưa? Mà chị cả của bà Thuận cả đấy là trong này một bà nữa là bà thứ hai là bà Hẹn trong này bà Thắm đấy có bảy bà thế tôi đây không một lý do gì cho nên mời các ông nhỉ vâng cứ tưởng là bà Thắm được cả hóa ra bà Thắm là thứ ba thì à vâng thế mời các ông đi bà công đi không bà Thắm mình cứ tưởng đọc tiền mình không là cả hóa ra còn một cây giới thiệu Thắm là cô vào đi vâng ôi ông ơi cứ uống đi để uống để yêu nhau chứ có phải làm gì đâu. Sợ uống để yêu nhau thế này. Chết chết mất đâu. Ngày xưa bảo là chị nhỉ? Đúng rồi. Đấy, thế giờ phải cốc chén rượu đi. Ngày xưa đó. Tiểu bảo yêu nhau chén rượu. À thế à? Thế để mai cháu phải đâu? Chén rượu. Em mạnh quay từ kia chưa? Quay rồi. Quay rồi. Bên này, bà chiến lên cho anh quay. Quay bên kia rồi. Quay bên kia. 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 Đấy, chuyên máy công trình của chiến sĩ đó. Đây không ạ, có chén của bác Tuân. Chén. Bác Tuân này, ơi, bác thì ai làm hàng bác? Làm hàng bác. À, đã đến mừng tuổi cho chị cháu. Thì gặp các bà đây. Cháu xin kính chúc các bà. Các ông năm mới luôn mạnh khỏe, vạn sự như ý. Còn cứ có sức khỏe là có tất cả. Đã có cái gì mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thế đẹp đôi quá trời. Hãy quay của nhà mình, sợ hãy quay của nhà mình. Hai cái chồng cờ này này về đánh nhau. Chồng này là mời một thôi thôi ra cho bác thắng đồng viên và chồng nghĩa. Bác phải mời bà Trực để tặng kỳ. Cái này vừa xong chụp ở ngoài kia rồi mà. Ừ, chị ơi, tôi